Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã click vào video của xe máy Bình Minh. Trong video này thì mình sẽ gửi đến các bạn về mẫu xe Honda Winix phiên bản HRC 2023 và so sánh với cả HRC của 2022 và để xem nó sẽ có những cái thay đổi, nâng cấp, cải tiến gì không nha. Thì như các bạn đã biết thì trong thời gian qua vào đầu tháng 11 á thì Honda Việt Nam đã giới thiệu ra mắt phiên bản HRC 2023 mới nhất, và có lẽ là rất là nhiều các bạn cũng như là quý khách hàng cũng xem là cũng mong muốn là chiếc xe Winix HRC 2023 này sẽ có những cái cải tiến, nâng cấp về động cơ cũng như là tiện ích. Nhưng thực ra thì tất cả chúng ta đã việt vị các bạn mọi người ạ. Honda Winix phiên bản 2023 không thay đổi quá nhiều về thiết kế cũng như là tiện ích, mà chỉ thay đổi một chút xíu về tem xe và màu sắc của phiên bản này. Phía bên tay phải của các bạn là chiếc xe HRC phiên bản là điểm thay đổi, đó chính là vành vàng ở trên cả bánh trước cũng như là bánh sau. Còn bản HRC của phiên bản 2022 thì sẽ là sơn đen nhám tĩnh điện 100% cho bánh trước và bánh sau của tất cả các phiên bản nhá. Riêng HRC của 2023 thì chúng ta có một cái lớp sơn vàng, vàng đồng. Màu vàng này cảm giác nó là sơn tĩnh điện và lớp sơn nhám này cực kỳ là bắt mắt. Với cá nhân mình thì mình đánh giá là mình sẽ vẫn thích cái lớp sơn tĩnh điện màu đen ở trên phản 2022 hơn. Nhìn 2023 thì có cảm giác gì đó nó không được mạnh mẽ, nó khỏe khoắn cho lắm. Nhưng dẫu sao thì mỗi một chúng ta sẽ có một cái cảm nhận và một cái đánh giá riêng về cái vành này. Những ai mà yêu thích cái sự thể thao, cái sự màu mè loè loẹt một chút xíu thì đây là một cái màu xe, cái sơn tĩnh điện màu vàng này thì cực kỳ là đẹp mắt cho với những ai yêu thích cái lớp sơn này. Rồi, điểm thay đổi tiếp theo của mẫu xe này đó chính là về phần thiết kế tem xe ở phần đầu. Thì như mọi người nhìn thấy này, ở phần đầu xe của H2023 thì chúng ta sẽ tô điểm gam màu chủ đạo là màu trắng. Tô điểm xuyên vào đó là cái màu như là màu xanh này, màu đỏ này. Còn ở 2022 thì chúng ta mặc định nó chỉ là một màu đỏ là sơn chủ đạo và điểm xuyên là màu trắng và màu đen. Thì nhìn hai phiên bản thì mình vẫn đánh giá rồi, ở phiên bản 2022 chúng ta có một cái gì đó theo tông màu chủ đạo nó mạnh mẽ, nó khỏe khoắn, nó lì màu hơn nha. Phần mặt nạ ở thiết kế phía trước thì hai bên nó thay đổi một chút xíu thôi. Ở phần lượn giữa này này thì chúng ta sẽ là màu đỏ, còn ở phía bên này thì chúng ta sẽ là màu đen nha mọi người. Nó không thay đổi thiết kế quá nhiều về thiết kế phía trước, vẫn là được trang bị công nghệ đèn AdO tự động sáng cả ngày lẫn đêm, cũng như là trang bị hệ thống đèn pha LED đồng bộ cho cả thiết kế xi nhan và đèn pha. Và đèn xe thì vẫn thiết kế ở phía dưới. Rồi, đi sâu về một chút xíu về phía mặt đồng hồ thì chúng ta có gì ạ? Mặt đồng hồ của chiếc xe này thì vẫn là mặt đồng hồ LCD tinh thể lỏng ấm bản đèn xanh chỉnh trắng thôi. Nhưng về vỏ nhựa của chúng ta sẽ được thay đổi là tông màu chủ đạo là từ màu đỏ sang màu đen. Và phía giữa thì chúng ta vẫn là cái logo Honda bắt mắt. Các thông số thì được thiết kế một cách bố trí nó rất là hợp lý. Và điểm đánh giá cao của mình ở đây đó chính là cái màn hình LCD tinh thể lỏng phiên bản đời mới, có cảm giác như là nó rõ ràng hơn, nó sắc nét hơn, giúp cho khách hàng dễ dàng nhìn hơn khi chúng ta di chuyển lưu thông ở trên đoạn đường trời nắng ạ. Những thông số thì nó phản xạ hiển thị ánh sáng cao khá là tốt. Một điểm tiếp theo nữa mà các bạn có thể là không để ý tới đó chính là về tem xe ở phần thân. Tem xe ở phần thân xe thì đối với Winix 2023 thì chúng ta có thêm là tên chữ Winix ở phía giữa, còn ở phiên bản 2022 sẽ không có nha. Cách thiết kế của chúng ta thì vẫn là cách thiết kế có nhiều khe hút rãnh và khe hút gió để mang lại cái tính khí động học, giúp cho chiếc xe này Winix nó đẩy mạnh hơn, mạnh hơn. Và vừa rồi thì mình cũng đi qua một chút xíu về những cái thiết kế, những cái thay đổi về gọi là một chút xíu về tem xe thôi. Còn về tất cả những tiện ích cũng như là động cơ của chiếc xe này thì nó không có quá nhiều là về sự thay đổi nha mọi người. Vẫn là chế độ đèn passing được hai bên. Đèn thì tự động sáng ngày lẫn đêm, hệ thống khóa thông minh smart key, hai nút ba tính năng. Tích hợp ba tính năng đó chính là nguồn này, xác định vị trí xe này và báo động chống trộm nha. Rồi. Honda Winix đời năm nay thì vẫn được trang bị đó chính là hệ thống phanh ABS chống bó kính cho bánh dẫn ở phía trước. Nó không phải là như là lần đoán là nâng cấp bên động cơ 160 hay là hệ thống phanh ABS trên cả hai bánh. Nếu như trên cả hai bánh thì mức giá của Winix nó không thể ngọt ngào như khoảng từ 35 đến 37 triệu hiện tại. Mức giá nó sẽ được đôn đến rất là cao. Và với cái hệ thống phanh ABS này thì Winix vẫn đang là một mẫu xe chiếm được cái thị phần bán xe top 1 ở trên thị trường.
Và với hệ thống phanh ABS thì nó đã tạo nên cái sự khác biệt so với cái dòng xe côn tay Underborn cùng phân khúc ở trên thị trường như là Suzuki Rider hoặc là Exciter 155 GP nha. Và về phía phần động cơ của chiếc xe thì Winix tiếp tục được Honda Việt Nam trang bị cho khối động cơ là 160 phân khối 4 kỳ xin đơn và được làm mát bằng dung dịch. Tiếp tục được sử dụng công nghệ là DOC và hộp số 6 cấp. Với cái công nghệ DOC này thì giúp cho chiếc xe có khả năng tốc độ tăng tốc mạnh mẽ, vượt trội hơn. Và theo những thông số từ Honda Việt Nam thì tăng tốc từ 0 đến 200m chỉ mất khoảng 10,9 giây, coi như là gần 11 giây để tăng tốc trong vòng 200m. Đây là một thông số đáng khích lệ. Và rất nhiều khách hàng cũng comment cũng như nhắn tin hỏi mình rằng là liệu thì phiên bản HRC phiên bản 2023 đời mới thì với khả năng mức tiêu hao nhiên liệu nó có khác nhiều hơn, có tiết kiệm hơn so với phiên bản đời trước. Thì mình cũng đính chính luôn là khả năng mức tiêu hao nhiên liệu của hai chiếc xe này thì vẫn là 1.99 lít, coi như là 2 lít cho 100 cây đi. Với cái dung tích bình xăng là 4,5 lít sẽ cho các bạn di chuyển đâu đó khoảng từ 220 đến 230 km khi các bạn đổ tràn bình. Nhưng một số anh em cho rằng là chiếc xe Winix chỉ đi được khoảng đâu đó khoảng 160 đến 170 km báo ở trên màn hình đồng hồ là bình xăng của chúng ta đã nhấp nháy. Nhưng khi mà bình xăng nhấp nháy á, các bạn vẫn có thể đi được đâu đó, lúc đó thì xăng ở trong bình vẫn đâu đó khoảng là hơn 1 lít. Các bạn vẫn có thể di chuyển được từ khoảng 3 đến 40 km nha. Nhưng theo mình khuyến cáo thì tốt nhất là anh em không nên để xăng cạn quá, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái bình xăng của chúng ta có thể là bị oxy hóa khi trong thời gian dài chúng ta không có xăng ở phía bên trong. Và cuối cùng là mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn về giá bán cũng như là chương trình khuyến mại, và đây chắc hẳn là cái điều mà các bạn đang quan tâm. Thì với Winix phiên bản HRC 2023 và 2022 đều có mức giá bán đề xuất của Honda là 50.560.000 và mức bán tại head thì đang hỗ trợ cho các bạn lên đến là 15 triệu. Với phiên bản HRC đang có mức giá là khoảng 37 triệu nguyên xe. Giá mình báo chưa bao gồm phí đăng ký và phí xét xe nha mọi người. Còn với các phiên bản khác như là phiên bản đặc biệt có 3 màu là màu bạc nhám này, màu đỏ nhám này và màu đen nhám thì đang có mức giá là rơi vào khoảng là 36 triệu cho các bạn nha. Và cuối cùng là phiên bản tiêu chuẩn thì đang có mức giá là 35 triệu. Vậy đặc biệt hơn thì khi mua xe tại hệ thống xe máy Bình Minh, các bạn sẽ có cơ hội nhận thêm mức ưu đãi trả góp với lãi suất chỉ là 0% khi các bạn mua xe này, và trả trước cho hệ thống xe máy Bình Minh là từ 5 đến 7 triệu là các bạn có thể nhận xe về nhà rồi nha. Và một cái khuyến mại nữa dành cho anh em Liên Minh Winix, đó chính là từ nay đến hết 31 tháng 12 năm 2022, khi các bạn giới thiệu được thành viên mua xe và tham gia Liên Minh Winix, các bạn sẽ nhận được tiền mặt trị giá là 200.000 đồng từ nhà máy Honda Việt Nam. Và đặc biệt hơn, đối với riêng câu lạc bộ Winner Liên Minh Winix thì khi các bạn từ nay đến hết tháng 12 nha, các bạn giới thiệu thành viên của các bạn và tham gia được nhiều nhất trên cả nước thì câu lạc bộ Liên Minh Winner của các bạn sẽ nhận được tiền mặt trị giá lên đến 45 triệu đồng tương đương với một chuyến du lịch. Vì vậy các bạn hãy tích cực kêu gọi và tham gia cái chương trình này nha để nhận được những phần quà từ nhà máy Honda Việt Nam. Và số điện thoại của mình là 0399451296, số điện thoại để giải đáp và tư vấn các chương trình khuyến mại cũng như là giá cả về dòng xe Honda Winner X. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với mình. Và cuối video thì xin chúc cho các bạn sẽ có một cái Tết 2023 an khang và thịnh vượng, và chúc cho các bạn sẽ là người mua Winix và trúng được những phần quà cao nhất từ công ty xe máy Honda Việt Nam và trải nghiệm được gói lãi suất mua xe trả góp với lãi suất chỉ 0% từ xe máy Bình Minh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.